khi mà chạy một đoạn đường xa như thế này đó thì tôi phải cần đi sớm, thì hôm nay tôi đi sớm hơn nửa tiếng để tránh cái sự tắc nghẽn của giao thông mỗi buổi sáng lúc mà cao điểm đó. Từ đây cho đến đó thì có lẽ ít cái chuyện lại uống nước rất là ít, và để không phải dừng lại để đi tiểu. Thì nói đến đây thì vấn đề mà dừng lại để đi tiểu thì tài xế nào cũng phải đi hết, nhưng mà hỏi tài xế
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.